对或错就不必记住，来让我每步也走得自如。前面有一片空白，让我作主，填下最自我的那出生死不怕输，任谁亦可信任我，可陪伴我在此吗？Cái gì? Đi đại lục Massa? Bây giờ mối làm ăn của chúng ta bị cướp mất rồi. Mau giờ hợp mặt đi. Cái thằng què khốn kiếp dám ngồi ngang hàng với anh Lạc Hương, tập hợp hành động. Dạ. Mở cửa đi. Cái thằng què đáng chết này mày còn dám lên đây hả mày? Tụi mày làm gì vậy? Mày lên đây làm gì? Nói về câu tôi, anh Lạc Hương. Tụi mày làm gì? Người ta đơn thân độc mã, tụi mày lại cầm vũ khí, mất mặt tao quá. Tránh qua đi. Dạ, dạ đại ca. Nếu như đàn em của tao đều giỏi như mày thì đâu cần phiền phức tới vậy. Hèn gì anh Liệt coi trọng mày. Em có ngày hôm nay đều là nhờ có anh Lạc Hương thôi. Con quen, lúc mày vào xã đoàn đã từng thề gì với anh em? Anh em gặp nạn nhất định ra tay tương trợ. Nếu như không nhớ ân tình, bán đứng anh em, bị ngũ lô đánh chết. Vậy Lạc Hương tao có giúp mày không? Có. Có từng cứu mày không? Có. Vậy sao mày giành với tao? Em cũng không biết anh Liệt sẽ sắp xếp như vậy. Lần này em tới đây chỉ là muốn trả lại toàn bộ địa bàn của anh Quy Lợi Trần. Tao không nghe lầm chứ? Em được cất nhắc. Nếu như anh Lạc Hương đề cử, anh Lạc Hương người nhiều tiền nhiều, địa bàn do anh phụ trách sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Em thì dưới trời đất, em chỉ dùng cách của mình để bán hàng, nhất định không tranh giành với anh. Mày biết phân biệt ai lớn ai nhỏ sao? Đại ca, tôi họ Tô, muốn tìm ông chủ của cô. Ông Hà, có ông tôi muốn gặp ông. Dạ, bên này. Anh có, cuối cùng anh đã tới tìm em. Làm ăn tốt đó chứ. Đều nhờ anh thôi anh co. Quý Lợi, đưa bóng đèn đi đi. Chuyện này thì tao gánh. Anh co, anh co. Đại ca, chân của anh không chữa được. Bóng đèn, nghe tôi nói, thời gian này đừng ra giang hồ nữa, đi học đi, học công nghệ, học tài chánh, ra tù tôi sẽ tìm cậu, đợi tôi. Giờ, anh co à, ông chủ Nghĩa Phong coi trọng anh như vậy, sao anh lại sợ Lạc Hương giao địa bàn cho hắn hả? Anh Liệt lên chức cho tôi là muốn dùng tôi ràng buộc Lạc Hương. Trước đây tôi luôn đi theo Lạc Hương kiếm ăn, nếu tôi gây với hắn là không biết lớn nhỏ, quên tổ quên tông, các chú bác trong Nghĩa Phong sẽ không ưa tôi. Nhưng mà không có địa bàn, dù trong tay có nhiều hàng hơn nữa cũng không có chỗ để bán đâu. Thời đại bây giờ nên mày lên đây để bán. Hai. Chào chị Mẫn đi cậu con. À, chị Mẫn. Chọn đến đâu rồi? Anh coi Trịnh Lan chân tâm này có đẹp không vậy? Ồ, dáng vẻ rất đẹp. Hơn nữa lại rất thơm. Chị Mẫn trước đây là tiếp viên hàng không, đã đi qua rất nhiều quốc gia khác nhau để mua những hạt giống hoa lan về trồng đó. Hoa lan có rất nhiều loại, hình dáng đẹp đẽ, màu sắc tươi tắn. Bản thân nó đều có rất nhiều giá trị thưởng thức. Hoa lan nổi tiếng trên thế giới, Vương quốc hoa lan có hơn 15.000 loại khác nhau.
Trung Quốc có Huệ Lan, Châu Phi có Phụng Lan, Singapore thì có Dạc Đới Lan, Phần Lan có Linh Lan, Colombia có Cater Lan, Ecuador có Bạch Lan. Những loài lan này tôi đều đã trồng rồi. Lợi hại vậy sao? Thôi đi, nói những chuyện này các anh không hiểu đâu. Bên kia còn có những loại khác nữa, tôi đi chọn trước. Ai nói không hiểu chứ? Chỉ riêng loại của Hồng Kông thì đã có khoảng hơn 120 loại rồi. Còn Anh Quốc chỉ có hơn 60 loại thôi. Diện tích Hồng Kông nhỏ như vậy mà so với Anh Quốc vẫn nhiều hơn gấp đôi đó. Sao anh biết được vậy? Anh biết có gì là lạ đâu. Kiến thức phổ thông thôi mà. Phải không? Sao? Có thích những loại này không? Thích chứ, rất đẹp. Cậu con. Cảm ơn anh Liệt. Anh Liệt à, em có chuyện muốn trình cáo với anh. Trình cáo? Trước đây từng làm công chức sao? Thật ra em đã đem địa bàn của Quy Lợi giao hết cho anh Lạc Khương rồi. Tôi nghe rồi. Sao cậu làm vậy? Anh Lạc Khương giúp xã đoàn làm ăn bao năm nay, có công lao, có tiền, có tiếng. Địa bàn giao cho ảnh làm sẽ kiếm được nhiều hơn. Nhưng không có địa bàn làm sao mà cậu bán hàng? Em có cách rồi. Tôi biết là cậu được mà. Sau này Nghĩa Phong sẽ dựa vào cậu và Lạc Khương đó. Cạn ly. Cạn ly. Đúng rồi anh Liệt à, tại sao lần này phải chia thành hai phần? Kêu cậu Co và Lạc Khương giúp anh bán số hàng đó chứ. Trước đây chỉ có mình Quy Lợi thôi mà. Quy Lợi là em họ của anh, anh phải giúp đỡ nó. Nhưng với tình hình bây giờ thì không thể tin ai được. Hai xe ngựa này để bọn nó kềm chế lẫn nhau rất có lợi cho anh. Anh tìm Lạc Khương thì em hiểu, vì hắn có kinh nghiệm. Như cậu Co thì... Chính vì nó là người mới ở Nghĩa Phong, nó không nhận được nhiều sự ủng hộ, nên dù sau này có leo lên vị trí cao đến mấy cũng không tạo áp lực cho anh. Nhưng Lạc Khương thì khác. Đã ở trong Nghĩa Phong một thời gian, được rất nhiều người coi trọng. Đề phòng một con dao đỡ hơn là hai dao. Anh không sợ bọn họ sẽ đánh nhau sao? Nhất định không sợ. Thằng Co là một tên giang hồ thông minh, chuyện đánh nhau không có lợi đó, nó nhất định không làm đâu. Vậy anh phải xem, anh sẽ lên chức rồi. Đây là khu vực núi cách thủ đô Manila 4 giờ đi xe. Người này là Kaloji, là tội phạm ma túy lớn nhất Philippines, chuyên gia sản xuất ma túy. Chúng bỏ ma túy vào trong những hộp đựng bột dừa, vận chuyển từng thùng một. Những tấm hình này là của hình cảnh quốc tế Philippines gửi cho chúng ta. Nhưng đã trễ 20 ngày, cho nên số ma túy này chắc đã được chuyển đến Hồng Kông rồi. Tổng cộng có bao nhiêu hàng? Theo nguồn tin thì có khoảng 1 tấn. Một tấn nhiều vậy sao? Thật không thể tưởng tượng, nếu nhập vào Hồng Kông sẽ hại bao nhiêu người. Theo tin tình báo, số bột ma túy này là do mặt chất liền của Nghĩa Phong nhập vào Hồng Kông. Hắn phân sai làm hai, do cho hai thủ hạ phụ trách tiêu thụ. Một người là Đặng Quốc Bân, chuyên kinh doanh mại dâm, chính là Lạc Khương. Người còn lại là một nhân vật mới rất lợi hại, tên là Tô Tinh Bá, chính là Co Què. Lần này chúng ta tự tiếp nhận vụ án, tự tìm manh mối. Sau khi đầy đủ chứng cứ sẽ giao cho OJ và tổ phản hách. Cậu đâu? Lạc Khương giao cho cậu theo dõi. La Phi, Co Què sẽ giao cho cậu. Vậy sếp cũng tôi. Jody, cô tạm thời không dẫn đội, cô ở lại văn phòng giúp tôi. Yes sir. Dạ tắt. Yes sir. La Phi, dạ, theo tôi vào trong. Được. Co Què trước đây là nội gián của cậu, hai người còn liên lạc không? Thật ngại quá, tính cách chúng tôi không hợp, chia tay rồi. Chia tay cũng có thể tái hợp mà. Từ lúc tôi bắt cậu ta về đây vì chuyện của Quy Lợi, tôi và cậu ta đã cắt đứt liên lạc rồi. Vậy đang tiếc quá. Nếu như hai người còn duy trì quan hệ thì có thể lợi dụng hắn xâm nhập vào trong, có thể thăm dò được tin tức nhanh nhất và chính xác nhất. Sếp cũng, ý của sếp là muốn làm người mai mối gán ghép cho chúng tôi. Sau này hãy tính. Tóm lại quan hệ của hai người tự giải quyết đi. Chỉ cần có đủ chứng cứ, tôi nhất định tự tay bắt hắn về. Bắt hắn hay không không có quan trọng. Hãy nghĩ cách tìm cho được cái kho đó ở đâu mới là ưu tiên hàng đầu. Vừa rồi tôi nghe bác sĩ Lý nói tôi nên học hỏi phương pháp giảm áp lực của anh là cách gì vậy? Trồng cây chuối đi. Sáng trưa chiều mỗi ngày tập 10 phút. Tập trong vòng 1 tháng,
bảo đảm cô sẽ thấy thoải mái. Cô không tin sao? Tác dụng của việc trồng cây chuối là có thể giúp tâm trạng thoải mái và giảm căng thẳng. Chẳng lẽ trồng cây chuối giảm áp lực thật sự có căn cứ? Tùy tiện vào đây. Trồng cây chuối là tôi dạy cho cô, muốn xem cô tập thế nào thôi. Hôm nay tôi mới tập ngày đầu. Vậy tập nhiều chút đi. Ê, lá phiên. Chờ chút. Tư thế này của tôi đúng không? Chính xác. Rất tốt. Tôi nhất định sẽ tập mỗi ngày 3 lần trong vòng 1 tháng. Có thể bước vào giai đoạn tiếp theo rồi. Còn có giai đoạn tiếp theo nữa. Thật ra giai đoạn tiếp theo đó đối với tôi mới là có tác dụng nhất. Anh thường xuyên tới đây sao? Chú Cầu. Hey, Sim Lập Phinh, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Chơi trò này đi. Từ từ chơi nha. Xếp hình ma thuật. Không phải bắn súng sao? Sao khó chơi quá vậy? Số tiền xu này đủ để cho cô chơi rất lâu đó. Cảm ơn, cho tôi trả tiền. Không cần, tôi sẽ ghi vào sổ cho sếp Leffy. À đúng rồi, nhiều năm nay cậu ấy không dẫn ai tới đây hết. Cô có phải là bạn gái cậu ấy không? À, không phải, tôi là cấp trên của ảnh. Chúng tôi không có quan hệ gì hết. Ờ thì ra là madam, xin lỗi nha. Vậy cô cứ ở đây từ từ chơi đi ha. À, cảm ơn chú Cầu. À. Anh Lạc Hương. Anh muốn uống gì? Trà chanh đi. Mua 2 phần đi. Ok. Sao hả? Sau này không làm mật thám thật sao? Ừ. Gặp người ta thì tôi không biết, nhưng lẩn tránh cho chỗ kín đáo nhất á thì tôi làm được. Chuyện trước kia ảnh hưởng lớn tới cô như vậy à? Tôi không muốn miễn cưỡng bản thân tôi, nhưng tôi đã chọn vào đội cậu tử. Tôi sẽ tạo thành tích để người khác thấy tôi làm tốt nhất. Ông chủ ra rồi. Mọi người nghe rõ, ông chủ đã ra nhưng không lên xe. Đại đơn theo, lạp xưởng vào vị trí. Tâm Lan, cô làm gì vậy? Ông chủ đã mua xong báo ngựa, đang quay trở lại. Cô tìm đủ chưa? Tìm đủ chưa vậy? Chúng ta chia tay rồi, chiếc nhẫn đó tôi bỏ rồi. Cô tìm đi, tìm được tôi cũng bỏ cô thôi. Bà Tám dám đánh tôi hả? Bà Tám, không được chạy. Sếp cậu đâu? Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý đâu, tôi xin lỗi. Đừng nói xin lỗi tôi. Nếu muốn làm một chó săn tốt, hành động vừa rồi của cô tôi tuyệt đối không chấp nhận, cô hiểu chưa? Yes sir. Mặt anh chảy máu rồi. Để tôi giúp anh. Để tôi tự làm. Chúng ta đã bị lộ, để đại đơn theo, chúng ta về đi. Cho đẹp quá à. Ngày thi đấu nhất định phải mặc nó. Cảm ơn chị. Ý, Aiden,
Tôi tặng đồ cho cậu rồi. Vậy đồ cậu nợ tôi thì sao? Em quên mất. Phiếu vào cổng của chị và dì nhất định phải đến nha. Vì Sophie của cậu tôi không dám bảo đảm đâu. Nhưng tới lúc đó tôi và sư phụ sẽ đến xem cậu biểu diễn. Chồng mấy có thời gian rảnh rồi hãy nói. Em vào thử đồ trước nha. Nè, nếu như không vừa vẫn có thể đem đổi được đó. Dạ được, cảm ơn. Sao vậy? Sư phụ vẫn chưa làm lành với Aiden sao? Hai cha con không nên suốt ngày quấn quýt với nhau đâu. Một thời gian nữa sẽ không sao mà. An ủi người khác đó hả? Hình như gần đây cô rất vui thì phải. Cũng được lắm. Gần đây Laffin dạy tôi một cách giảm áp lực. Tôi theo đó mà làm quả thật rất hữu hiệu. Phương pháp gì vậy? Đó là chơi game. Nghe thì thấy rất mắc cười. Nhưng thì ra trước đây Laffin cũng giảm áp lực theo cách này. Tôi có hỏi bác sĩ Lý khoa bồi dưỡng tâm lý. Cô ta nói nghiên cứu cho thấy xếp hình ma thuật có thể giảm nhẹ triệu chứng phản ứng áp lực sau khi bị thương. Thì ra lúc chơi game bằng cách di chuyển những chiếc nút có màu sắc khác nhau, toàn não bộ sẽ tham gia vào hoạt động, nên có thể ngăn chặn những hồi ức đau khổ tồn tại trong não. Gần đây khi rảnh tôi luôn chơi trò đó. Sau khi tan sở về đến nhà, thật sự là ngủ rất ngon. Sư phụ à, tôi thấy mình hồi phục nhiều rồi. Có thể cho tôi quay về giúp mọi người tham gia hành động không? Có thể, nhưng không phải bây giờ. Nếu như cô hoàn toàn hồi phục, bác sĩ sẽ cho bản đánh giá. Đến lúc đó, sẽ vô cùng hoan nghênh cô. Yes, sir. Tôi rất có lòng tin sẽ hồi phục. Tốt. Laffin, sao anh lại ở đây? Hai người lên phòng hoạt động trên lầu 7 phải không? Tại sao anh biết? Cuộc thi vũ đạo hả? Aiden có tham gia không? Sao vậy? Tôi và các anh em đang theo dõi mục tiêu. Tôi tin bá. Không chỉ hắn, mà còn có Mạc Nhất Liệt đi chung nữa. Nên anh thấy chúng tôi tới, biết Aiden cũng có tham gia. Tôi theo dõi bọn họ đến đây, thấy họ rút vé ra, mới biết họ tới để xem cuộc thi vũ đạo. Tôi báo cáo xong rồi, tình hình bên trong giao lại cho hai người. Sếp cũng, trên đó có nhiều người vậy. Nếu như tôi không lên, Aiden sẽ rất thất vọng. Laffy, cậu không lên bám sát mục tiêu của cậu sao? Tôi không vé. Được rồi. Đúng lúc, tôi còn dư một vé. Ok. Họ ở bên kia. Chị Judy. Aiden. Hello. Ba. Cậu mặc áo này rất đẹp. Đừng làm nó thất vọng nha. Tụi em không dựa vào quần áo, mà là dựa vào thực lực. Câu này nghe hay đó. Nào. Tiếp ba cậu đi. Tôi qua bên kia nghe. Tâm trạng con thế nào? Ngủ con ngon không? Hôm nay con cần là khán giả, chứ không phải phụ huynh. Aiden à, cậu có nhìn thấy bọn người lần trước tới linh đường gây sự không? Em thấy rồi. Em có hỏi hội trưởng, thì ra bọn họ là nhà tài trợ. Đoạt được quán quân lần này có thể qua Hàn Quốc thi trận chung kết. Vé máy bay và chỗ ở đều do họ tài trợ. Vậy cậu nhất thiết không được đoạt quán quân. Hả? Laffin, nói đùa thôi mà. Hôm nay con đừng lo gì hết, tập trung biểu diễn hả? Nhất định là phải hay. Vậy con vào trong chuẩn bị nha. Chà, sếp Cũng, tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhưng không ngờ gặp lại nhau nhanh như vậy. Chà, CIB đều có mặt hết. Có cần kiểm tra gì không? Tôi đến xem con trai biểu diễn. Ồ, con trai ông tham gia cuộc thi sao? Tôi hy vọng cậu ta sẽ lấy được quán quân, bởi vì phần thưởng quán quân là do tôi tài trợ. Xin mời vị khách tài trợ của cuộc thi ngày hôm nay, ông Mạc Nhất Liệt, lên sân khấu phát biểu vài lời. Tôi phải phát biểu rồi. Xin lỗi. Thưa các vị khách mời, tôi rất cảm ơn câu lạc bộ Đằng Long đã cho tôi có cơ hội phục vụ cho xã hội và cho những người trẻ tuổi. Năm 1963, Martin Luther từng nói: "Tôi có một ước mơ." Tôi tin rằng những người trẻ tuổi có mặt tại đây hôm nay cũng có mơ ước của họ. Tuổi trẻ luôn tràn đầy sức sống, nhiệt tình.
và có dũng khí, giống như cây cổ thụ và cũng giống như là một ngọn cỏ rất là mềm yếu nhưng vẫn đứng vững trong gió mưa. Hãy để chúng tôi yêu thương, toàn tâm toàn ý ủng hộ và quý trọng một thế hệ của tuổi trẻ. Thành thật cảm ơn. Xã đoàn của hắn vừa vận chuyển 1 tấn ma túy đến Hồng Kông, tiêm nhiễm những người trẻ tuổi, vậy mà còn hô hào mọi người ủng hộ yêu thương những người trẻ tuổi, thật là vô liêm sỉ. Bản thảo cậu viết rất hay, tốt lắm. Cuộc thi tuyển vũ đạo Hội Thanh niên Đàm Long khu phía Bắc Hồng Kông chính thức bắt đầu. Chúng tôi xin mời đội ngũ thi thứ nhất của trường đào tạo quốc tế Yupu xin mời. Xin lỗi nha sếp Lê Phi, thuốc vẫn chưa đốt, không thể tố cáo tôi vi phạm được. Nếu cậu tiếp tục hút trộm, lo gì không có cơ hội tố cáo chứ. Cũng phải, nếu gặp phải một kẻ vô nhân tính đẩy nồi gián vào chỗ chết, nhất định tôi danh thành lập. Nếu không làm thì làm sao du khống được? Chính vì du khống không được nên tôi mới sống sờ sờ đứng tại đây. Tôi biết hiện giờ Nghĩa Phong đang buôn bán ma túy, cậu chính là mục tiêu đầu tiên của lớp phiên tôi. Chỉ cần có chứng cớ, tôi nhất định tự tay bắt cậu. Thì đã chưa đủ chứng cớ. Chỉ có cài nội gián vào Nghĩa Phong chưa? Hay là sếp Leffy muốn tôi quay lại nghề cũ? Chỉ thì phải xem sếp đã giá sao đây. 1 ký ma túy giá bán lẻ là 120 ngàn, 100 ký thì có giá là 12 triệu. Trong tay cậu chắc không chỉ có 100 ký đâu. Muốn dụ tôi? Tưởng tôi trúng kế của anh sao? Ok, nếu cái giá sếp Leffy ra cao hơn số tiền tôi kiếm được, tôi sẽ tiếp tục giúp anh. Cậu dùng ma túy hại con cái người khác, ông trời sẽ bắt cậu sinh con dị tật, ngồi tù suốt cả đời, chết không người đưa tiễn. Cậu cứ làm chuyện xấu đi, lắp phiên tôi không tận tay bắt cậu, tôi sẽ không mang họ lưng. Đội thứ 3 tham gia cuộc thi là đội vũ đạo của Aiden. Sếp ổn, ra mắt ấn tượng vậy, thắng chắc rồi. Quán quân của cuộc thi tuyển chọn vũ đạo Hội Thanh niên Đàm Long phía Bắc Hồng Kông chính là đội vũ đạo Aiden. Xin mời chủ tịch câu lạc bộ Đàm Long Bắc Khu Thái Bình Thân Sĩ Hà Trạc Khang, đại diện đại sứ quán Hàn Quốc tại Hồng Kông và phu nhân cùng với nhà tài trợ của chúng ta là ông Mạc Nhất Liệt lên sân khấu để trao giải. Chúc mừng cậu. Đợi đã, chủ tịch,
Vậy đi, hãy mời ba của người đoạt giải quán quân là cảnh sát cấp cao, sếp Củng cùng lên sân khấu để chụp hình chung với chúng tôi, có được không? Ý kiến hay, xin mời sếp Củng lên sân khấu. Các vị khách đến tham dự, xin mời lên đây chụp hình chung với chúng tôi có được không? Sếp Củng, chắc sếp cũng ít khi chụp ảnh chung với những loại người như chúng tôi. Cũng chưa chắc, khi bắt tội phạm cũng thường chụp. Tấm ảnh này rất đáng để kỷ niệm. Tôi nhất định sẽ treo lên trưng bày tại Nghĩa Phong để thủ hạ của tôi có thể thấy sự oai phong của sếp Củng. Tôi cũng sẽ treo trên bảng thông báo, vì tất cả ảnh trên bảng đều là ảnh của tội phạm. Tôi nhất định sẽ để họ ngồi tù. Được rồi, vất vả cho mọi người rồi. Cảm ơn. Rồi, đi thôi. Cảm ơn nha. Đi. Đi thôi, nhanh lên. Đi thôi. Chú Thủy, của chú đây. À, cảm ơn cậu Liệt. Hey, cậu Liệt giỏi thiệt đó. Đặc khu chính phủ mỗi người chỉ được 6.000 đồng, còn cậu phát cho chúng tôi 600.000, nhiều hơn người đứng đầu đặc khu nữa. Tôi có làm gì đâu chứ, tôi chỉ tiện thể đem chút đồ về bán thôi mà. Nè, người có công nhất là hai người họ. Nếu không phải nhờ Lạc Khương và cậu co buôn ba khắp nơi để giúp chúng ta bán hàng, chúng ta sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Giỏi lắm, sau này ở trong Nghĩa Phong tiền đồ của hai cậu sẽ rộng mở đó. Không chỉ là hai người họ, sau này cả Nghĩa Phong chúng ta có thể nói là tiền đồ sáng lạng. Lần này chúng ta nhập về 1 tấn, lần sau sẽ nhập 10 tấn, sau này sẽ phát cho mỗi người 6 triệu, có được không? Được. Cậu co. Anh Liên. Thanh niên đúng là thanh niên mà, biết lợi dụng công nghệ bày hàng trên mạng để quảng cáo hàng nữa đó. Được học hành nhiều, quả nhiên thông minh. Cũng là nhờ hàng của anh Liên tốt thôi mà. Hàng của cậu rất được thanh niên yêu thích, chứng tỏ cậu rất có bản lãnh. Lạc Hương, việc làm ăn của cậu so với Quy Lợi trước đây cũng giống nhau, luôn giữ mức ổn định, chỉ thiếu một chút sáng tạo thôi. Cậu là tiền bối, đừng để thua bậc hậu bối chứ. Hả? Em sẽ cố gắng anh Liệt. Tốt lắm. Ăn hết đi, không bán được nhiều như người ta. Tụi mày không ăn thì ai ăn? Người cũng đông hơn thằng què đó, địa bàn cũng nhiều hơn, mà lại bán không bằng nó. Bọn vô dụng tụi mày có phải ăn cơm không? Còn nữa, hàng của hai bên đều lấy từ chỗ Liệt, tại sao người ta tới mua hàng của nó không mua hàng chúng ta? Còn không biết lấy hàng của thằng què đó gì kiểm tra? Dạ. Hèn gì? Nó lấy catein trộn vào heroin, làm mấy thằng ngu đó ăn rồi muốn ăn nữa, chỉ mua hàng của nó. Được lắm, chơi trò hại người ta. Đại ca, làm theo nói là được rồi. Làm sao thì có tác dụng gì? Cứ chờ mà xem thằng què. Mày đắc ý không lâu đâu. Đây là mẫu xe mới nhất của năm nay, không rẻ đâu. Đi xe không giá trị, sao dám tới đây đón em chứ? Nhìn ánh mắt của mọi người kìa, cũng đáng lắm. Vậy đi được chứ? Em gom đủ tiền sẽ trả hết một lần cho anh. Em biết cậu trả lời của anh rồi mà. Anh muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa chúng ta phải không? Chính xác. Em biết trước anh sẽ nói vậy mà. Vậy nhận cái này đi.
Muốn tặng đồng hồ cho anh xem như trả tiền sao? Xin lỗi nha, anh muốn em là anh cả đời. Mở ra xem đi. Sao trùng hợp vậy? Chúng ta mua một cặp đồng hồ tình nhân, chứng tỏ chúng ta rất hợp nhau. Nè, xuống lội chung đi. Làm một luật sư thì cũng được giỡn nước sao? Nè, để em giúp em nha. Nè, làm gì vậy? Bỏ em xuống đi. Bỏ em xuống hả? Đừng bỏ em xuống dưới đó mà. Vậy sao? Thôi mà, đừng bỏ em xuống. Em bị ướt đồ rồi. Anh đã nói rất dễ chịu mà. Phải không? Ướt rồi sẽ khô thôi. Em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa rồi đi ăn sáng. Hôm nay em phải ra tòa, không muốn đến trễ. Em là vị khách quý đầu tiên của ngôi nhà mới này đó, không nể mặt anh sao? 20 phút thôi nha, nhưng anh phải lái chiếc xe mới đó đưa em đi làm mới được đó. Rất sẵn lòng. Điểm tâm đâu? Sắp mang đến rồi. Không phải anh tự nấu sao? Điểm tâm anh chọn rất là đặc sắc. Anh con, điểm tâm tới rồi. Để đó đi. Cha, là món gì mà đặc sắc vậy? Có bánh bà xã, bánh su kem mới ra lò của Nguyên Lãng. Còn đây là mì bò viên nổi tiếng của Nguyên Lãng nè. Còn có bánh bông lan và bánh bao thịt gà nữa. Em nhất định thích món này. Chè lúa mạch, có dự ý không? Hả? Mau ăn đi, không kịp bây giờ. Đi đi, tụi em đi trước. Vậy nha. Bây giờ tụi em đi trước nha, chị dâu. Đứng lại. Lại đây. Sau này ta không muốn nghe hai chữ chị dâu đó. Nếu muốn kêu thì kêu luật sư Diêu. Ok. Dạ biết. Dạ biết rồi. Đi đi. Họ không cố ý đâu. Ăn đi, sắp trễ rồi. Được rồi. Ây da, nóng quá. Ông chủ đã ra ngoài, xe 2, xe 3 sẵn sàng. Xe 2 nghe rõ, xe 3 nghe rõ. Đường Viên Văn Lễ Sĩ phía trước xe rất ít, xe 3 theo sau, xe 2 và tôi tách ra. Xe 2 nghe rõ, xe 3 nghe rõ.
Xe ba để sổng rồi. Ông chủ dừng xe tại đường Diên Văn Lễ Sĩ. Xe một nghe rõ. Xe hai lập tức đến đường Đông Bảo Đình trợ giúp. Xe hai nghe rõ. Chúng ta đến đường đối hành đợi sẵn đi. Xe hai gọi cẩu đầu, đang theo tiếp ông chủ. Xe một nghe rõ. LX7062 là mày rồi. Xe hai để sổng rồi, ông chủ qua đường Lạc Sa Lợi. Lại để sổng nữa rồi. Công lý nào, chúng ta theo dõi nhiều ngày rồi chưa hề bị sổng. Chắc là bị lộ rồi. NN8728 mau ra đi. Xe ông chủ vừa đi ngang qua. Chính là hắn. Là mày. Hắn đi lên cầu rồi. Cũng nhờ mấy bản số xe của sếp, nếu không không đến gặp sếp được. Lúc cấp dưới của tôi theo dõi cậu, chúng ta không thể gây cản trở cho họ, nếu không sẽ bại lộ. Tôi hiểu mà sếp. Sếp làm việc tôi yên tâm. Đã nhận được tin số ma túy nhập vào Hồng Kông đó cậu cũng có phần tiêu thụ hả? Giống vậy tôi muốn mượn cơ hội này để lên chức, lấy nhiều tin hơn. Ai ngờ giữa đường lại đụng tên què Tô Tinh Bá đó, để nó chiếm lợi thế. Đối với tên đó đành chịu sao? Nói thiệt là gần đây Mạc Nhất Liệt rất trọng dụng tên con què đó. Muốn tiếp cận nó điều tra ra kho ma túy thật sự rất khó đó. Có cần tôi giúp gì không? Có sếp giúp đỡ đương nhiên rất tốt rồi. Chỉ cần có thể đối phó tên con què đó, tôi sẽ dễ làm việc hơn. Sẽ cố gắng phối hợp với cậu. Được, nhờ sếp hết. Nè, tôi không nói nhiều nữa, tôi đi nha. Bye bye. Raffi, tình hình bên Tô Tinh Bá có manh mối gì không? Tạm thời thì chưa có, nhưng các anh em đã cố gắng hết sức rồi. Cậu cần tôi cho thêm người không? Người thì tôi không thiếu, chỉ thiếu Manan Châu thôi. Nhưng tôi cảm thấy cô ta sẽ trở về nội sớm thôi. Chúc mừng bà Nam, cô giỏi thiệt, cuối cùng cũng thắng rồi. Nè, chai rượu và bánh sủi cảo này là tôi thưởng cho cô đó. Sao khách sáo vậy? Sếp Luffin lần đầu tiên chiến thắng, tôi cũng mời cậu ta dùng món này. Tất cả đều là của Luffin chơi sao? Đúng vậy, mỗi khi cậu ấy không vui là tới chơi trò chơi này. Nhưng quy phong nhất chính là lần đầu tiên. Lần đầu tiên khi tôi gặp sếp Luffin, cậu ấy sai không còn biết gì cả. Tôi đã đỡ cậu ta vào trung tâm trò chơi này. Cậu ấy say liên tục một ngày một đêm mới tỉnh dậy được. Sau đó cậu ấy liên tục chơi trò chơi này. Cuối cùng có một ngày, cậu ấy đã phá kỷ lục. Số điểm đứng vị trí thứ nhất.
tôi đã mời cậu ta uống rượu và ăn sủi cảo để chúc mừng. Sau đó, cuối cùng cậu ấy cũng chịu nói tôi biết tại sao cậu ta lại chơi trò chơi này để trị liệu cho bản thân. Hôm đó tôi uống say như vậy là vì lần đầu tiên tôi giết người. Lúc đó tôi không phải là cảnh sát, tôi là một mật thám. Tôi không ngờ người tôi phải giết lại là đại ca luôn tin tưởng tôi nhất. Thật ra ông ta có cơ hội bắn chết tôi, nhưng mà hình như ông ta không tin tôi là một mật thám. Ông ta do dự một giây, tôi rất sợ, lập tức nổ súng bắn ông ta. Người này bắn rất nhiều phát súng. Tôi nhìn bộ dạng của ông ta và cảm thấy người nên chết phải là tôi. Chà, phát súng nào cũng trúng đích cả. Phô trương quá vậy. Lá phiên tôi thành công rồi. Tôi thấy rồi. Nè, đừng tiếp tục lười biếng xin nghỉ nữa. Tôi chỉ nhận trước một cảnh sát trưởng, không lý nào giúp cô gánh vác việc của giám sát cao cấp. Nhanh chóng trở về đội đi, đừng mơ tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Cảm ơn anh Lá Phiên. Trời ơi, lần sau đừng có chọc giận cô, nếu không sẽ thảm nữa. Biết thì tốt rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.